xin chào quý vị anh chị và các bạn chào mừng quý cô bác anh chị đến với video tiếp theo của mình trong video ngày hôm nay mình chia sẻ một câu chuyện của một vị nữ việt kiều sau khi mà lấy chồng mỹ và bị hành hạ suốt ngày đêm như quý vị và thực sự câu chuyện này đã được chia sẻ trên group nhóm của người việt ở cali câu chuyện thì cũng rất là dài và quá là chi tiết cộng với thêm là nhiều người cho rằng đây là câu chuyện bịa đặt bởi vì họ không tin, nước Mỹ mà lại như vậy sao? Làm như vậy thì khác gì ở châu Phi? Tại sao lại không gọi cho 911, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, thì trước đây không lâu cũng có những chị em lên mạng cầu cứu thế này. Họ cũng bị miệt thị chửi bới cho là bịa đặt. Sau 5 năm có quốc tịch thì muốn bày mưu bỏ chồng. Hậu quả để lại là có người đã bị chồng Mỹ giết hại sau khi cầu cứu. Vì cộng đồng không ai tin không ai giúp. Những điều mà bạn không biết không đồng nghĩa nó không tồn tại. Quay trở lại câu chuyện của Mai Thảo, hy vọng mọi người hãy có thái độ cảm thông thay vì chỉ trích, ham qua Mỹ để đáng đời. Chuyện của Mai Thảo rất dài và lùng củng như sau. Em vốn dĩ ở Việt Nam, nghèo vì bố mẹ đâu có điều kiện để em có những gì em muốn, nên gọi là nghèo bất thình lình một ngày động trời được đi lấy chồng Tây mà lấy người già vai vế cha chú em qua Mỹ cực khổ bị nó hành hạ đủ kiểu rồi cũng cắn răng chịu đựng để có một cái danh phận quốc tịch và cũng vì thế sinh liền hai đứa con lai Tây ở với nó chịu đủ mọi cực hình nhiều lần em nghĩ quẩn rất nhiều nhưng cũng lại phải chịu đựng vì thương hai đứa con trong lòng em rất ghét nó ghét đến nỗi nhiều khi trong đầu cứ suy nghĩ làm sao để nó chết đi để mình có cuộc sống bình yên nhưng hầu như nó tính toán hết mọi ngõ ngách của nó kiểu là hôm nay nó tra tấn em đủ mọi loại mọi cách như tinh thần thể xác nhục mạ và đủ kiểu rồi đến khi nó lại đổi đòn kiểu lịnh bợ và nhu mì rồi lại chiều chuộng em đủ kiểu Em rất sợ hãi cái loại này lắm luôn Em đã dáng có trong tay cái nghề, cái quốc tịch Giờ em muốn bỏ nó quá trời Nhưng vì thương hai đứa con Em không biết phải tính sao đây Suốt ngày nó hù dọa em Nó là người nghiện rượu bia Khi nghiện lên nó uống bất kể mọi loại rượu Xong nó tra tấn em bằng đủ mọi hình thức Lần đầu về Việt Nam Sau 6 năm ở Mỹ Nó tự mua vé đáng lý ra em chưa muốn về đâu nhưng vì nó là người thích ăn chơi lười làm việc nó có tiền của gia đình nó cho nó đi lấy đi chơi mà nó tính toán đủ kiểu chơi ở đâu chơi thế nào để khỏi phải tốn tiền nhiều thì nó nhắm vào Việt Nam rẻ và kinh phí không nhiều nên nó đầu tư vào Việt Nam xong đó giả vờ hỏi em nhiều lần em từ chối vì em biết mỗi lần thằng khốn này có ý định gì là nó tra tấn em đủ kiểu bằng cách đổi lại cái số tiền nó bỏ ra kiểu mình là lợ gì của nó đấy. Em từ chối xong nó lại đưa cái lý lẽ của người già, một thằng ma mãnh để thuyết trình cho em nghe. Em không muốn nghe thì nó hét thẳng vào mặt em. Xong cái em gật đầu ông đồng ý. Xong nó tự mua vé, tự biên, tự diễn. Em mặc kệ nó rồi. Nó lại nổi điên, nổi khùng với em kiểu: "Ta mua vé máy bay cho mày về Việt Nam nên mày phải phục vụ tình dục cho tao." Em rất khổ sở, rất mệt mỏi với con ma mãnh này. Có nhiều người lấy chồng Tây, họ hạnh phúc, họ viên mãn với những gì họ còn có. Còn em thì sau khi ở với ông này, em bị trầm cảm, bị stress nặng và đặc biệt là muốn buông bỏ hết tất cả rất nhiều. Ở với ông này Em ở trong một căn nhà gỗ tồi tàn, mùa lạnh thì gió luồn vào trong nhà, mùa hè thì nóng oi bức. Em đi làm thì đó không cho bắt ở nhà chăm con, không cho em giao tiếp với ai là người Việt, không cho em làm ra được đồng tiền. Đi làm thì nó đến tận tiệm của em suốt ngày. Nó làm cho những người trong tiệm nghĩ em là đồ khùng, xấu xa, để chủ không cho em làm đi làm gửi hai đứa nhỏ cho nhà trẻ thì đã phân chia người trở đi người trở về nhưng hắn lại dựng ra tình huống hắn đau ốm rồi không ai đón con về làm em phải chạy về đón con em khổ tâm quá nhất cử nhất động hắn tìm đủ mọi cách để trói buộc em ở nhà với hai đứa em như bị tâm thần luôn chưa kể đoạn thi bằng lái thi bằng neo nó trù dập đủ kiểu khổ đến ngày về việt nam em có bôi tí son đánh miếng phấn trên mặt nó nhìn em rồi bắt đầu nó làm kiểu rất khốn nạn với em xong nó có tiền nó đặt phòng khách sạn rất đắt tiền kiểu là em mà góp ý cho nó đặt phòng với giá vừa hay là gì là nó hét thẳng vào mặt em xong em cũng bơ đi như kiểu kệ mày vậy đó sống với nhau như thế này suốt thì sáu năm chung sống với nó toàn nhịn ăn, nhịn mặc, không tô, son, chát phấn, đầu tóc bù xù vì chăm hai đứa. Hắn đâu có động tay gì vào hai đứa đâu, già mà lại còn khùng điên nữa, nên em làm hết. Thì lần về Việt Nam lại được ở khách sạn đẹp, em chải tóc gọn gàng, thoa miếng phấn, đánh miếng son để khỏi phải gọi là Mỹ mà bù xù bẩn thỉu. Xong nó bảo, là đi lên bể bơi để cho hai đứa nhỏ bơi. Em cũng đi theo, chứ em mặc đồ kín mít vì Sài Gòn nắng nóng, em sợ bị cháy nắng. Bể bơi vắng tanh, tự nhiên xuất hiện một nàng mặc bikini rất nổi bật, nước mắt đưa tình với thằng già nhà em. Là gái Việt Nam mới 19 tuổi, nhìn nét mặt vậy luôn, xong kiểu tự đắc, mình đẹp, sexy, xong nó làm bệt gần bể bơi trên nền bể bơi nhé Chứ không phải trên ghế Xong nàng ta cứ làm kiểu khát tình vậy Mà chàng già này nhìn vậy thấy sướng, thích lắm luôn Em biết cái thằng chó này như vậy Nên em cũng im lặng để xem hai đứa nó diễn phim Rồi nó bắt đầu nhìn và chuẩn bị nói chuyện Xin số điện thoại Rồi bắt đầu cười cợt Em cũng đứng ngây nhìn tụi nó vậy đó Xong em ngoảnh mặt đi nó bắt đầu quàng vai con bé đó em ngán ngẩm quá em mới đưa hai đứa nhỏ lên phòng khi đi em có nói với nó là lên phòng cho hai đứa nhỏ ngủ trưa nó không thèm quan tâm luôn xong em tự lấy máy điện thoại chụp hình nó với con đó vậy em có thể lấy bằng chứng này để đưa ra tòa ly dị với nó được chưa xong rồi nó lên phòng nó gây sự với em là đi mà không nói với nó em nói là tao nói với mày rồi nhưng mày không nghe xong nó giật tóc em đánh vào đầu em và lấy cái chân nó đạp lên chân em rồi nó định lấy tay nó đấm vào bụng em thì em lấy chân của em đạp lên nó ra khỏi người em nhưng nó mạnh lắm nó lại túm tóc em và hét thẳng vào mặt em giờ tao ở việt nam rồi Tao có thể đánh đập mày tùy ý thích, vì tao biết ở Việt Nam không ai thèm chấp mấy vụ này. Nó bảo, "Tao là chủ, mày là tớ, tao nói gì mày phải nghe, mày không được hành động những gì mày thích. Em lát ruột, lát gan, buồn bực trong lòng, rồi cũng tự nhiên hạ thấp mình và lại nhận mình sai để cho hai đứa nhỏ khỏi nghe nhìn thấy cảnh này." Rồi cuối cùng cũng về nhà ba mẹ ruột và anh chị em trong nhà. Lại nhìn thấy những cảnh nghèo khổ nhưng ấm tình người, chỉ ước ở nhà ba mẹ lâu hơn. Nhưng thằng khốn này nó cứ quản lý em suốt. Khổ nhưng vẫn làm mặt vui vẻ và không có chuyện gì xảy ra. Cả chuyến đi không có gì vui vẻ hay ho vì đi với một ông già nát rượu và bệnh hoạn. Em thì thương con ôm hai đứa trên tay suốt Còn hắn thì sách vali và chai rượu bia của hắn suốt hành trình Thực tế ở Mỹ nó cũng thường xuyên đánh đập em, tra tấn em Nhưng vì no sợ, hoảng loạn nên em không dám làm gì Chỉ biết im lặng và chịu đựng Giờ em ước ao ai đó thật lòng giúp đỡ em Bày cách cho em ly dị ông này là em mừng lắm rồi Còn việc ở đâu thì em tự lo được tại em cũng sợ khi ở với người Việt Nam hoặc là select em tự thuê phòng ở được. Cứu em mọi người ơi, em khổ tâm quá. Em rất cần được sự giúp đỡ thật lòng. Hầu hết nạn nhân bị bạo hành không dám công khai profile thật của mình. Do đó, vẫn như mọi khi, dưới bài kêu cứu của chị Mai Thảo là đầy rẫy những bình luận khẩu nghiệp. Viết chuyện dở quá đi kể chuyện không bao giờ xảy ra ở nước Mỹ. Ở Mỹ mà cứ nghĩ như ở Trung Đông không bằng. Chỉ cần bấm 911 là ông nội cũng đội chuối khô, ở đó mà làm trời. Lần sau nhớ soạn kỹ bài hơn một chút nha em, bài viết này nhiều sạn quá. Tuy nhiên thì trên hết vẫn có những bình luận cảm thông và chia sẻ những cái cách giải quyết cho trường hợp của Mai Thảo ở Mỹ có đạo luật bảo vệ phụ nữ bị bạo hành. Nếu là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, bạn có thể tìm sự trợ giúp thông qua đường dây nóng bạo hành gia đình quốc gia. Quý cô bác anh chị cũng vừa nghe xong được một cái lời cầu cứu của một vị nữ Việt kiều mà sau khi lấy phải chồng Mỹ già và đã bị hành hạ rất là nhiều ngày tháng qua nhé quý vị và đây là câu chuyện được chia sẻ trên cộng đồng người việt ở cali nếu như quý cô bác anh chị nào mà ở cali thì có lẽ cũng sẽ biết cái câu chuyện này thì mình chia sẻ lại để cho những ai chưa biết câu chuyện này và cũng xin nhắc lại với quý cô bác anh chị rằng đây là những cái câu chuyện có thật và những điều mà bạn không biết thì không đồng nghĩa là nó không tồn tại như quý vị thì video hôm nay xin phép tạm dừng ở đây chúc quý cô bác anh chị gặp thật nhiều sức khỏe xin hẹn gặp lại ở những video sau xin chào